Thưa quý vị, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSB phối hợp Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đối tượng thụ hưởng chương trình là người dân xã Long Sơn. Đây là lần thứ 9 LSB tổ chức hoạt động này. Hơn 1.000 người dân trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu được đội ngũ y bác sĩ phòng khám đa khoa Thiên Nam khám nội, siêu âm, chụp X quang ngực, tầm soát ung thư. Các bác sĩ phòng khám còn tư vấn cách cho người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng độ tuổi, đặc thù công việc. Từ năm 2017 đến nay, LSB đã tổ chức 9 chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.400 người dân xã Long Sơn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,4 tỷ đồng.